Xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình. Đây là mình đánh Túc đây. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh của mình thì cho mình xin một nút like cũng như một nút đăng ký để cập nhật video những cái dự án mới nhất mình chia sẻ. Đến cái dự án này thì mình hướng dẫn anh em nhận 20 triệu cái đồng này có tên là Capra Token nha. Thì để tham gia dự án ngày hôm nay anh em cần kích vào đường link trên phần mô tả làm nhiệm vụ chatbot này. Đấy, khi anh em gọi là làm cái bước thành công thì anh em sẽ nhận được 20 triệu cái đồng Capra này tương như 10 đô, và một rep anh em sẽ nhận được 5 triệu cái đồng Capra này tương với 2 đô rưỡi. Rồi. Đường link con này mình có để trên phần mô tả để anh em nào anh em kích vào đường link ra diện như trên để anh em bấm start này. Rồi, bắt đầu sau đó thì anh em bấm vào join group cho mình. Rồi, hiện đang cái bước cho em làm, bước đầu tiên thì nó bắt anh em mình lắm bước với này. Group này, join group này. Rồi, join xong thì anh em tiếp tục quay sang join group tiếp tục này, group của nó này, Capra. Rồi tiếp tục tiếp theo là bước tiếp theo nó bắt anh em follow trên retweet trên OK, kích vào. Rồi đưa anh em giao diện của thằng Twitter này. Rồi bắt anh em theo dõi này. Rồi theo dõi xong thì anh em bắt anh em để tiếp cái bài đấy ghim này, được chưa? Bài ghim của nó đâu ạ? Thì mình ghim. Rồi anh em cứ ghim cái thảo nó cứ tìm bài đấy ghim này. Rồi anh sẽ theo dõi sẽ trưng ra lại này. Rồi. Gắn thêm bạn bè cho nó uy tín rồi tuyên lại cho mình. Rồi tiếp sau đó thì anh em đi xong anh em quay sang tiếp tục chatbot này. Rồi bắt anh em gọi là follow trên Telegram, kích vào thôi, open cho mình. Rồi đưa anh em lên giao diện thằng Telegram. Telegram anh em nào mà chưa có cái tài khoản thì lên tạo cho mình một cái, được chưa, để đăng nhập hay làm kèo airdrop cho nó cụ thể, được chưa. Rồi khi vào Telegram thì anh em sẽ đăng ký theo dõi cho nó này. Rồi tiếp sau đó thì anh em tiếp tục là quay sang anh em làm tiếp cái nhiệm vụ này. Nó bắt anh em gọi đăng ký trên YouTube này và like cái video đầu tiên của nó. OK, em kích vào YouTube cho lò cho mình. OK, open cho mình. Rồi khi đăng ký kênh YouTube của nó xong thì anh em sẽ tiếp tục là ấn ở phần bốn gạch này cho mình và ấn ra cái chat này, bắt đầu là điền các thông tin của anh em vào bút nó hộp này. OK, bút nó hộp đúng cố. Rồi em sẽ nhập đúng captcha nha. Ví dụ như captcha nó là cái gì thì anh em sẽ ấn vào hình này, được chưa? Book là hộp rồi. Thì mình sẽ nhập, bây giờ mình sẽ nhập mail này. Mail của mình nha, mail của anh em đấy. Rồi. OK. Rồi anh sẽ gửi đi cho mình. Rồi tiếp sau đó cái địa chỉ web 20 BNB sang mắc trên anh em quay sang phía trước được MetaMask anh em làm nha. Rồi. Quay sang phía trước thì đây, mình sẽ sao chép địa chỉ ví của mình khi mà nó phân phối token thì phân phối cho anh em. Rồi anh em sẽ dán địa chỉ vào gửi cho nó này, gửi cho bot ấy. Rồi tiếp sau đó thì bắt được retweet link trên Twitter. Rồi anh em sẽ quay sang thằng Twitter để anh em sẽ ấn góc trái màn hình cho mình. Tiếp sau đó thì anh em muốn hồ sơ này. OK ạ. Hồ sơ xong thì anh em góc phải màn hình cho mình này. Và anh em sẽ ấn vào chia sẻ này. OK chứ. Rồi anh em xuất hiện lên vậy thì anh em sẽ sao chép vào khay nhớ tạm này. Sau đó thì anh em quay sang bot anh em sẽ gửi cho nó này. Nó đơn giản như đan sổ thôi. Dán và gửi. Rồi tiếp sau đó thì cái status. Rồi anh kích vào đây, open cho mình. Rồi đưa anh em lên cái sự kiện cái bài đăng của nó và anh em sẽ xem gì ạ, sẽ thả nó có tim cũng như anh em sẽ tweet lại cho mình. Rồi chứng dân lại để em gắn thêm bạn bè cho mình để làm gì ạ, để cho chắc cú. Dạ. Rồi bạn bè thường thường mình lưu những bạn bè nó ra cái vào khay như tạm nó dễ, rồi anh tweet lại cho mình. Sau đó anh em ấn vào xem này. Đấy, làm nó nhanh. Rồi anh em sẽ ấn vào phần chia sẻ này cho mình nha. Rồi ấn vào sao chép này. Rồi tiếp tục quay sang bot anh em sẽ gửi cho nó này. Gửi cho cái địa chỉ của sao chép cho nó sao tốt đi. Bạn đang ấn giữ để gửi này. Rồi tiếp sau đó thì anh em ai vừa cho like này. Tiếp tục là nó bắt anh em gửi cái retweet link trên Telegram này, open cho mình này. Rồi nó đưa anh em đến giao diện thằng quay lại thằng Telegram một lần nữa này. Dạ. Rồi. Nó bắt anh em sẽ ấn vào phần đại diện của anh em này. Ở góc phải màn hình này. Rồi anh em sẽ ấn vào phần chia sẻ này cho mình. Rồi anh em sẽ sao chép vào khay nhân tạo này, vút sang bên tay trái này. Rồi sao chép xong thì anh em tiếp tục là quay sang em gửi cho nó này. Rồi dán và gửi này. Rồi tiếp tục anh em ấn vào iVersionX cho mình. Ôi nó còn bắt nhập cái username. Rồi anh em kích vào để lấy vào kênh YouTube của anh em để lấy URL kênh YouTube để. Rồi khi anh em vào YouTube thì anh em sẽ ấn vào phần góc phải màn hình cho mình nha.
Xuống màn hình rồi anh em mình vào góc phải trên màn hình cho mình, ấn vào chia sẻ này để lấy cái URL rất đơn giản. Ở sau khi xong thì anh em tiếp tục quay sang bot, anh em sẽ gửi cho nó này. Nó đòi thì mình gửi thôi. Rồi tiếp tục cái Ivogenic này. Tiếp tục Ivogenic này. Rồi, anh em có thể ấn vào menu này. Rồi ấn vào My Binance cho mình, My Binance. Nhưng em có thể thấy là 20 triệu cái đồng Capra token này đã về, đã công nhận là thứ 10 đô. Rồi. Trong quá trình thao tác anh em có gì không hiểu thì có thể comment bên dưới thì AD sẽ hỗ trợ. Còn đây là link để anh em giới thiệu về để kiếm thêm các token. Đấy thì anh em cứ đăng ký kênh của mình thì nó có phân phát phân phối như thế nào thì là mình sẽ thông báo với anh em sau. Bây giờ chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo nha.